Thế mà các nhà thông thái bảo là hỗ trợ hết mình để thêm tiền mừng. Tôi thấy may mà bạn chọn 50-50, chứ quả vừa rồi mà theo các nhà thông thái là có được có 4 phong bì thôi đấy. Đạo diễn James Cameron đã từng chọn một tên gọi khác là Hành tinh băng cho bộ phim nào? Avatar, Rambo, Titanic hay là Kẻ hủy diệt? Xin mời em. Em biết là James Cameron là đạo diễn của phim Avatar. Avatar cũng là một phim nói về một hành tinh khác. Một hành tinh khác, tức là bạn nghĩ rằng là Avatar đang thiên về phương án Avatar. Khoảng bao nhiêu phần trăm về phương án Avatar? Khoảng 70%. 70% phương án Avatar. Còn các phim khác thì sao? Titanic thì nói về tàu đắm, cái phim này thì quá nổi tiếng rồi. Rambo thì nói một vị cũng gọi là anh hùng của Mỹ. Cơ bắp. Hủy diệt thì nói về robot của từ tương lai. Vâng. Tức là cả 4 phim này bạn đều đã xem rồi. Đã từng xem. Vâng, tại vì em cũng đang suy nghĩ về cái tên hành tinh băng. Avatar thì đúng là không có băng. Vâng. Các diễn viên trong Avatar ăn mặc đều rất là ít vải, nhưng mà băng thì chắc cơ sợ là không chịu được lạnh. Vâng. Tôi đoán thế. Em xin chọn sự giúp hỏi các nhà thông thái. Chúng tôi xin nhờ các nhà thông thái trợ giúp cho bạn ạ. Xin chào nhà thông thái, chúng ta gặp lại nhau hơi sớm nhưng mà người chơi của chúng tôi gặp một câu hỏi khó và quyết định hỏi hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng nhé? Sẵn sàng. Vâng, hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Đạo diễn James Cameron đã từng chọn một tên gọi khác là hành tinh băng cho bộ phim nào? Avatar, Rambo, Titanic hay là Kẻ hủy diệt? Thực ra kể cả không xem phim mình cũng có thể dùng phương pháp loại trừ đúng không? Em thì không xem phim. Rambo em... không phải, Kẻ hủy diệt không phải. Em đang nghiêng về Avatar, tại vì nếu như là hành tinh băng thì nó sẽ là hành tinh khác. Cái này thì em không rõ lắm. Khá là phân vân giữa A và C, nhưng em đang nghiêng về A. A nhá, không phải Titanic đâu. Tức là các nhà thông thái thì vẫn đang nghiêng về phương án A như ban đầu. Hai chữ giúp trong câu hỏi đầu thứ 6 thì câu này mà dùng đến hai quyền trợ giúp thì cũng hơi phí. Nếu không dùng sẽ không có hỏi tiếp theo nữa. Hiện nay bạn đang phân vân giữa các phương án nào? Nếu thế thì là A và C. Giữa A và C. Vì C thì nó có băng. C thì nó có băng. Đúng. Vâng, cũng là một căn cứ tốt. Em chọn sự trợ giúp 50-50. 50-50, vâng. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi. Avatar của các nhà thông thái và của bạn cũng đã bay mất rồi. Chỉ còn lại Rambo và Titanic. Thế mà các nhà thông thái bảo là hỗ trợ hết mình để thêm tiền mừng. Tôi thấy may mà bạn chọn 50-50, chứ quả vừa rồi mà theo các nhà thông thái là có được có 4 phong bì thôi đấy. C là đáp án trả lời cuối cùng của em. C, Titanic. Bạn đã xem Rambo bao giờ chưa? Em xem một vài phần. Chính vì nó có nhiều phần và có những phần thì nó cũng liên quan đến tên gọi này. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ngay Lời Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sử dụng đến hai quyền trợ giúp để đưa ra được câu trả lời, đó là C, Titanic. Và phương án C là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Titanic không phải là tên được bảo hộ. Ví dụ như là hãng phim khác người ta làm, người ta có thể lấy tên Titanic. Đây là ông đạo diễn quyết định là chọn một tên khác, nhưng cuối cùng vẫn chọn tên Titanic. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. À vâng. Chúng tôi cực kỳ anh, nếu như bạn Thành lại chọn theo phương án của chúng tôi và như thế chúng tôi cảm thấy không có món quà cưới nào cho bạn cả. Vâng, quá về tận nơi mà ăn cưới rồi mừng thôi chứ biết làm sao được. Vâng. Tại sao hai anh em lại bị nghiêng về phương án Avatar? Thực ra là bởi vì hai anh em đều chưa xem Avatar. Thứ nhất, thứ hai là trong cái chữ hành tinh băng đấy thì thực ra khi mà có chữ băng ấy thì tôi cũng đã nghĩ đến Titanic rồi, nhưng mà cái chữ hành tinh nó lại hai chữ lại nhiều hơn. Vâng. Mà lại nó có vẻ như kiểu gì đấy giả tưởng như Avatar. Đúng rồi. Hành tinh thì nó sẽ làm cho mình nghiêng về Avatar. Băng thì nó lại làm cho mình liên tưởng đến Titanic.
Vâng. Nhưng mà chính là vì một phần là bởi vì em không xem, chưa xem Avatar nên là mình không biết là hành tinh trong phim Avatar nó như thế nào cả. Phim Avatar thì hành tinh rất là tươi đẹp, tươi sáng, nhiều nắng, các diễn viên mặc ít quần áo. Vâng. Nên nếu mà là hành tinh băng thì tôi nghĩ là tất cả diễn viên viêm phổi hết rồi. Nhưng mà xin chúc mừng hai nhà thông thái vì rất may là người chơi của chúng tôi đã không chọn theo hai nhà thông thái. May quá, mình vẫn vẫn có suất đi ăn cưới. Đó là dạo này bây giờ mình phải đi xem phim nhiều hơn. Vâng. Xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng.